Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em chia sẻ với anh chị khi sử dụng cái bộ cặn này nè. Sao để cho máy nó không rung á. Tại hồi tối có anh khách anh điện em. Anh nói anh mới mua bộ cặn mà sao cái máy cũ không rung nhưng mà anh mua cặn mới lại rung. Thì á, nếu mà cái máy rung á, tình trạng một á là cái đầu này nè. Giống như anh chị lỏng đạn dên nha. Lỏng đạn trục cơ á là cái đạn dên á. Là nó sẽ rung là một đó, nó rung cái máy nha, anh chị thay cặp đạn lên hết. Hai nữa là anh nói cái máy anh là cũ xài không rung nhưng mà anh bộ cặn á là nó bị nứt á anh chị, xài rồi xong nó mục nứt rồi nè, rồi xong cái anh mua cặn khác gáp vô rung. Thì anh chị nên để ý là chỗ này nè, lúc mà anh chị gáp vô anh chị để ý nè, anh chị quay cái chuông đúng không, à, nó thẳng vậy là không rung anh chị. Mà anh chị quay cái chuông mà nó nhảy nhảy á là nó sẽ rung nha, nó rung ghê lắm. Nhưng mà cái này là tâm 260 là nó không rung nhiều đâu, máy nó cỡ mà qua 330 nè đó, 330 nè, mấy cái dòng máy lớn á từ công suất mà từ 36 ly trở lên á là buộc nó rung dữ lắm. Tại vì những cái máy mà 36 ly trở lên á là anh chị biết là nước ngoài nó phát ghê lắm, bên Nhật cũng phát dữ lắm, nó phát về lúc nào hai cái đạn mà trục cơ anh chị lúc nào nó cũng lỏng hết trơn á. Nó lỏng là nó đã rung nhẹ trong máy rồi đúng không? Chứ cái máy đó mà anh chị mà về cứ cần thay cặp đạn cho em là nó bót lại, nếu mà máy cũ nha, cứ thay cặp đạn cho nó bót vô là nó hết rung. Còn cái máy anh đang xài anh nói cũng không rung, cũng vừa vừa, nhưng mà gáp một cặn mới vô rung là gì đó. Anh chị chủ yếu là anh chị quay cái chuông nè, nó là tính những dòng máy lớn nha anh chị. Nó anh chị quay cái chuông thấy mà cái chuông nhảy là nó rung ghê lắm. Nó rung nó mau hư đạn này nữa nè, rồi nó mau hư bố nữa. Anh chị nhìn mà cái máy mà nó hai con ốc con đó, đó là nó mình gắn thay bố vô khoảng chừng 2-3 tháng đó, nếu phát liên tục nha, từng phát lần á là 2-3 tháng là nó sẽ mòn cái con đây đem cho anh chị coi, giống cái máy nè, giống cái máy con mít xù của anh khách nè. Máy đưa em làm không được chưa, nó cái nòng nó hết đát rồi nè, nó lỏng vậy nè anh chị thấy cái bố nó còn dày đúng không, người ta dán còn không sao nè, mà nó lỏng này nè không. Đó. À lỏng vậy nè anh chị thấy không, gì sao xài anh chị, gì lên ga làm băng keng lăng keng lăng keng, nó sao mau lỏng ở chỗ này nha anh chị đó. Thì anh chị nên cân nhắc trước khi gáp là anh chị cứ lăn thử cái chuông của mình đó, lăn thử cái chuông thấy cái chuông nó không nhảy là ok, mà cái chuông nó nhảy là nó sẽ rung nha đó. Tại hồi tối có anh khách định hỏi em thôi, thấy gì em chia sẻ luôn đó. Rồi thôi em chào anh chị.